Rồi thì bây giờ cái video tiếp theo thứ hai á thì chung hướng dẫn các bạn sửa cái cốt này nó bị khuyết luôn nè. Cái cốt này nó bị khuyết. Bây giờ thì đây nó có một cái phốt. Chúng ta đục cái phốt ra. Chúng ta đục cái phốt ra thì trong đây nó sẽ có một cái lò xo. Một lò xo ở đằng sau cái phốt đấy. Lò xo như thế này. Rồi chúng ta sẽ dùng cái kềm á, cái kềm cắt. Dùng một cái kềm cắt hoặc chúng ta lôi nó ra để xem cái đầu nối nó ở đâu. Ở đây. Thì cái đầu nối nó ở đây. Là ta xoay. Đây, bây giờ nó ra rồi. Bây giờ ta sẽ cho nó nhỏ lại. Đây. Ta cho nó nhỏ ngay từ cái chỗ này luôn. Trời luôn. Ý. Đưa cho chị ơi. Sao là gà chết đó, mới nói rồi hả? Đá nổ. Đá nổ đó. Đá nổ. Nước đá luôn rồi. Nước đá luôn rồi phải không? Đá sao nổ, đá nứt thôi. Coi chừng nó nổi xi măng ở dưới đít á. Nứt rồi em ơi. Đâu? Nè, cái hồ cái là nước sẵn. Nghiệm nó mẹ chứ. Ê cái đũa đi chưa? Đâu dơ đâu, được rồi. Nước mẹ thằng lồn nè. Nước rồi. Nổi nó bóc. Đá đẻo ra. Thôi đừng bên đá cái nước nó không nứt nha. Rồi. Ở đây thì mình sẽ xăng nó vô. Đây chung chơi hơi dày quá. Chắc cho nó không dày đâu. Mình vỗ đi. Ta sắn lại. Đây, chúng ta sắn từ từ lại. Sắn làm sao để cho nó vô hết cái nếp luôn ha. Hết cái nếp. Và thực ra thì chung cũng không có khéo tay lắm. Đó. Đây. Tết tới rồi ha. Tết tới rồi, không biết là năm nay có đủ tiền ăn Tết hay không. Thật sự ra thì cái này lại phải bỏ miếng dầu ăn vô. Không cần hả? Đúng rồi. Mà quấn đã, nó gần tới nếp rồi đó. Mà thật sự tay chung thì nó không có. Thật sự ra là nó không có. Không có khéo tay lắm ha.
Thì thường là mình, tại mình quên đem đồ từ Sài Gòn về, cho nên là mình làm tẩn bẩn một tí xíu. Thì đây mình dùng cái kềm mỏ nhọn hay gì đó, mình xe nó, nhưng mà nó hơi bị lâu ha. Thì ủa, cái này nó sẽ ra hả ta? Mình phải xây vô chứ đúng không? Ủa, cái này là do mang kim tới tuổi á. Đây, hồi nãy là mình cũng nó hơi bị ngược. Rồi mình tới chút. Quấn tới, quấn dài, đúng rồi. Nó nổi xi măng ở dưới á. Ok, không kê cái viên gạch lên để nó nổ ra kê. Thế không, khiêng lên cái cục củi kìa, chứ không mất công đó hả. Không cháy cục củi đâu, bỏ. Để nổi sẽ hơi cái nền của bà. Cái này cần phải tỉ mỉ ha. Thật sự ra là tôi làm, mình làm tỉ mỉ á. Lót dưới á. Không tỉ mỉ, ai mà không tỉ mỉ thì họ sẽ không làm được cái này. Không phải là gì nhưng mà mình chịu khó tí xíu ha. Không có gì khó khăn. Tất cả là sự thử thách thôi, đúng không? À, thì đó, thì cần được rồi. Không có gì đâu khó khăn, đúng không? Tay làm hàm nhai, đã giờ ai làm cho mình, đúng không? Cũng như nhà khách vậy thôi, mình làm thì mình có tiền, còn làm thì lấy gì... Mình bỏ công ra sức ra mình làm mà. Rồi xong luôn. Đó. Chết rồi. Mai bà mua ký xi măng, bà lại chám lại, quát hồ dầu lại. Ớ à, mình lại ngược, mình quắn như vậy. Đúng rồi, mình tay mình hay ngứa ngáy, mình lại sắn bị ngược. Trong tình rồi, trong vòng một nốt nhạc nữa là xong. Thì tất cả đều kỳ diệu là sau cuối cái video, đúng không? Đó, vậy thôi, đâu có gì đâu. Ở như vậy là mình xài cũng được rồi này. Đó, nhưng mà mình muốn cho nó đẹp hơn. Đó, như vậy là mình xài được rồi. Rất gom lại đi. Rồi. Ok. Rồi. Mình thử ha. Sao? Ồ, rất là bót luôn. Sau khi thẩm mỹ viện về thì cái lỗ này rất là bót. Ok không? Rồi. Đó. Thì mình cũng không có mỡ bò luôn. À, ở đây mình không có mỡ bò cho nên mình chơi chay luôn nha. Hả? Mỡ heo kìa. Rồi, mình ăn muối ớt xong hay là muối đậm? Muối dặm nhất. Để đó lên mặt cho. Dặm chén dặm cộng qua kìa. Dặm hai cái dưới. Rồi, mình gom đồ. Rồi, tới đây. Thấy chưa? Rồi, mình ráp vô ha. Đây, nó rang tỉ xác hết nè.
Bây giờ mình ráp vô. Thì cái này cũng khá là đơn giản chứ không có khó khăn gì. Khó khăn chỉ cho những người mà làm biển thôi. Rồi ok. Rồi. Ở đây nó có hai cái lồng đình giống ha, mình chịu khó để ý rồi mình ráp vô chứ không là ráp vô lại thiếu đồ nữa. Ok. Ráp vô. Rồi, vậy thôi. Có gì đâu khó khăn. Rồi. Ha, chân chu rồi ha. Đó, nó hơi ồn ào chút xíu thôi tại vì ở đây ở quê cho nên không có cái bạc đạn nhật này đâu. Rồi, mình ráp vô. Rồi, đó, mình giả ốc vô ha. Rồi, ok. Rồi, chân chu. Rồi, chúng ta tiếp tục tiến hành ráp cái này vô. Đây, mình ốp cái này vô ha, mình dạ ốc vô. Cũng khá là đơn giản thôi. Quên nó là người khác mua dùm tí dưa tôi thấy không? Ừ. Đó. Thành phẩm này ha. Như cho mấy đứa nhỏ này nó ăn kìa. Đúng kìa. Rồi BCC lên 18 ngàn hả chồng? Rồi. Mồi màng đã chuẩn bị xong, chị quý bạn Hiền nha. Bạn vô đăng ký kênh ha để xem cái những cái clip hay của Trung. Rồi. Bây giờ mình sẽ ráp cái cánh quạt vô. Thì đầu tiên mình sẽ đưa những cái con lông đền này vô đây. Rồi. Ok chưa? Rồi, tiếp theo mình để cái lông đền nhỏ này lên. À, xong chưa? Rồi, mình ráp cái cánh quạt này vô. À. Rồi. Mình xếp cái này vô ha. Rồi. Xếp xong rồi đó. Đó. Rồi. Bây giờ mình đi vô trong. Đi vô trong ha. Mình ráp vô coi có đúng cái bệnh hay không. Rồi, ok. Mình đây. Mình sẽ bắt đầu
Đi hàng ráp vô. Các bạn chịu khó coi ha. Sau khi mình ráp vô mình sẽ chỉ tiếp. Nó cũng hơi chật hẹp. Đây nó sẽ có cái cánh này. Cái cánh này là cái cánh giống như tản nhiệt vậy đó. Thì mình sẽ đóng nó vô. Vậy thôi. Ok. Tiến hành ráp vô. Mình để ý là ráp cho đúng nha, chứ không nữa mình lại tốn công. Tốn công lần thứ hai mình lại tháo ra mình ráp vô, tốn thời gian lắm. Thời gian ăn nhậu là chính mà, mình tranh thủ. Rồi ok. Mình không có cắt ghép video gì hết nha, các bạn coi thoải mái, tại vì mình không có giấu một cái gì hết á, cho nên là các bạn cứ comment hoặc không gì thì mình biết gì mình sẽ chỉ. Đây mình anh em chia sẻ mà, chứ có gì đâu. Cho đi thì sẽ nhận lại. Mình cho những cái kiến thức chứ không phải mình cho đi những cái vật chất. Mình cho đi những cái kiến thức. Rồi.
Ôi trời ơi. Cái cần này kìa. Dùng sức cái thì nó không cần, không cần. Cần dùng nhẹ nhàng. Cơ điện đặt qua trong thì anh chị em nào, những khách hàng nào đó cần sửa một cái máy giặt, tất cả các loại máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh thì cứ alo cho mình. Nó còn nó viếu cái gì á, chưa vô được. Sập vô cái gờ các bạn ơi. Nó không có sập vô cái gờ. Thay cái quần xà lỏ nha. Mình tháo đường trước được thì mình lắp đặt như vậy. Dễ không? Mình không? Tháo không tháo ở đường trước được thì mình quất ở đằng sau. Nó khó hơn. Tiếp tục. Rồi cho gió nè. Tiếp tục. Được chưa? Làm sao? Cái này học rồi. Đây. Nó sẽ đều. À. Hình như nó bị.
xu. Không sao, cái giá đó. Đây là còn có vài là đó rồi. Xem lại coi. Một thiếu không? Màu đen ngắn nè. Đi trong trong đây nè, trong đây nè. Trong đó đó. Mình sửa mình khó khăn như thế này. Khi mà mình làm á, khách thì kêu là mắc quá, không chịu làm. Người khách đâu có biết được cái giá trị cực khổ của những anh em thợ đâu. Thì bà con đừng có là kêu là mắc quá để như thế này như thế kia. Bà con các anh chị em cứ nghĩ đi, mai mốt con mình á mà nó cũng có một cái nghề nó đi làm á, thì thật sự ra là khi mà nó làm á cũng đi kiếm tiền mà. Lúc đó nó làm cho nhà khách á, mà khách kêu mắc quá thì lúc đó các bạn suy nghĩ sao? Không có mắc đâu các bạn. Anh em thợ nào cũng làm bằng tương tâm hết trơn á. Không phải ngồi chơi sơn nước đâu à. Đấy, ốc thấy khó khăn chưa? Rồi, ra qua chỗ lỗ khác rồi đây. Chân cao su nó nằm đâu
Xong rồi các bạn. Bao nhiêu khó khăn thì cũng đã vượt qua. Ok, mình ráp xong rồi kìa. Đó. Ha, ráp xong rồi đó. Giờ mình thử ha. Bỏ cái giò luôn. Rồi. Mình đưa cái này vô. Rồi. Đứng rồi. Mình tiến hành cắm điện. Chết mẹ. Rồi. Mở ha. Mình vắt. Đó, thì bấy nhiêu đó thôi ha, HE01. Rồi ok. Quan trọng đã làm xong rồi. Chào tất cả anh chị ha. Chúc anh chị, chúc các bạn xem video và làm những cái ban bệnh của những cái máy giặt tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn like và ủng hộ đăng ký kênh của chúng nha.